có cần thiết tẩy trang cho cái da mặt của mình không? Và không trang điểm thì có nên tẩy trang hay không? Và cái cách tẩy trang như thế nào cho đúng cách và sạch nhất? Đó là câu hỏi làm Phương Lê được rất nhiều chị em nhắn tin và hỏi Phương Lê. Thì ngày hôm nay Phương Lê quay một cái video ngắn, Phương Lê chia sẻ cho tất cả các chị em về xoay quanh về vấn đề, những vấn đề chính là vấn đề tẩy trang cho cái da mặt của mình. Tẩy trang rất rất quan trọng, mà mình rất cần phải tẩy trang, dù mình trang điểm hay là không trang điểm gì thì mình cũng phải tẩy trang. Tại vì tẩy trang là một cái bước làm sạch đầu tiên, giúp cho cái làn da của mình sạch sẽ trong một ngày mình làm việc, hoặc có thể mình ở nhà mình không đi làm thì mình cũng có thể tiếp xúc với môi trường nấu nướng bụi bẩn, nhất là khi các mẹ vào bếp thì đó là những cái mồ hôi ha, những cái dầu mỡ nó sẽ bám vào da của mình mà mình không có biết, mình tưởng đâu là sạch nhưng mà thật sự là không có sạch đâu. Nên vì như vậy mà các mẹ, các chị, các em phải tẩy trang, tuyệt đối là phải tẩy trang. Cái làn da của Phương Lê ngày xưa, Phương Lê cũng không có chú trọng việc tẩy trang. Phương Lê nghĩ là thôi rửa mặt sơ sơ cũng được, tẩy trang chi, mình đâu có đi ra bụi bẩn đâu, mình đâu có đi. Nhưng mà những cái mà tưởng đó của Phương Lê mà nó làm hại cho cái làn da Phương Lê bị sạm, và dưỡng, đặc biệt là dưỡng da nó không có thẩm thấu luôn. Thì sau này mình mới được cái chuyên gia người Nhật á, họ chỉ mình, họ nói là mình phải làm như thế nào mới có làn da đẹp như những người phụ nữ Nhật. Thì mình đã thay đổi, và sau khi thay đổi thì làn da của mình rất đẹp. Thì hôm nay mình sẽ tẩy trang trước mặt các bạn để cho các bạn biết là cái làn da của mình sau khi tẩy trang thì da của mình như thế nào nha. Đầu tiên có hai bước, hai cách tẩy trang. Một là mình có thể bỏ một cái bông như thế này, mình nặn ra khoảng 3 giọt. Xong rồi sau đó mình sẽ lao lên cái làn da của mình, lao toàn cái khuôn mặt của mình luôn đó cả nhà. Cái dầu tẩy trang của thương hiệu Jonami, một thương hiệu Nhật Bản, thì nó rất là tốt cho cái làn da của mình nha cả nhà. Nó sạch sâu bên trong, và nó sau khi mình tẩy trang thì cái da của mình nó mềm mướt, nó không có bị khô da giống như là những cái dầu tẩy trang mà thông thường, những cái thương hiệu khác mà mình tẩy trang rồi nó sẽ khô da của mình. Và cái điều đặc biệt á là mình sẽ tẩy được hết trên cái gương mặt của mình luôn, chứ mình không có phải là mình chỉ có tẩy được cái da mặt ở da thôi, rồi mắt này nọ mình không tẩy được. Thì Phương Lê đã tẩy luôn cái eyeliner và mascara của mình luôn nè. Dầu tẩy trang này là cái một loại dầu tẩy trang đa năng, có nghĩa là mình tẩy được hết trên cái gương mặt của mình, và không có làm, đặc biệt đó là không có bị hại cái làn da mình, nó khô da nha. Và sau khi mình tẩy trang rồi, cái da mặt của mình nó rất là mềm, nó sạch và nó mềm. Đấy, cả nhà thấy không? Dơ thấy ghê không? Đó, đây Phương Lê lao luôn cái lông mày nè. Đây là lúc này là Phương Lê buổi chiều rồi, Phương Lê chuẩn bị về rồi, nên Phương Lê hả tẩy trang luôn, sẵn Lê quay chia sẻ với chị em mình luôn. Thì đây là cái làn da Phương Lê tẩy trang. Tẩy trang thì mình phải tẩy cho thật sạch, thí dụ như là mình tẩy một lần rồi mình có thể phải tẩy thêm một lần nữa. Mọi người thấy đó, mình phải tẩy thêm một lần nữa để cho nó thật là sạch luôn. Thật luôn. Thì sau đó mình bước tiếp theo thì mình mới rửa mặt nha. Mọi người đừng có tẩy sơ sơ, mình đã làm rồi thì mình phải làm cho sạch luôn nha. Chứ mình đừng có làm sơ sơ. Phương Lê thì Phương Lê định để cái môi lại cho nó tươi tắn tắn. Mọi người thấy là sau khi Phương Lê tẩy trang thì cái da Phương Lê như thế nào? Rất sạch. Đây, lần thứ hai đây nè. Lần thứ hai mà nó còn như vậy nè. Mình lao thật sạch. Cái cách tẩy trang là như vậy đó, mình lao thật sạch. Hoặc là có thể mình bỏ với lòng bàn tay mình xoa lên trên mặt cũng được. Cái đó là cái cách nhũ hóa. Nhưng mà cái cách này là cái cách mà dễ nhất. Mình bỏ vô bông, xong rồi mình lao cái mặt vô thật sạch. Đó, cả nhà thấy không? Sạch sẽ, make up, trang điểm gì là sạch hết luôn á. Đây là da bình thường của Phương Lê nè. Phải nói là đó là da mọc rồi đó. Chỉ có cái miệng là có son thôi. Cho phép mình để son chút xíu, để cho mặt nó đừng có tái, tại da mình trắng quá nên không có son, cái mặt nó sẽ tái. Tẩy khi nào mà cái khăn, cái bông mà nó không còn hả, nó không còn dơ nữa đó, thì lúc đó là cái da mặt của mình nó đã sạch rồi. Rồi mình bắt đầu mới rửa mặt nha cả nhà. Đấy, sạch rồi nè cả nhà. Cả nhà thấy